Là cứ tháng nào cũng duy trì lên đo điện tim với lại mình lấy thuốc mình uống, cứ uống uống gì hoài cho tới tới năm 2008 đó, lúc đó là em không có uống nữa, tại vì uống hoài uống riết nó bị ngán, rồi thêm cái nữa là nó không bớt mà nó còn tạo thêm cho em cái nữa là em bị dạ dày, bị đau dạ dày, xong cứ điều trị hết cái tim, rồi cái tháng nào cũng đi đo điện tim uống về tim, rồi tháng nào cũng đi uống về dạ dày. Em bỏ là em không uống thuốc, không điều trị. Khi nào mà dạ dày em đau á thì bắt đầu em mới mua cái gói thuốc sữa á, em uống vô. Còn khi nào mà tim em mệt á thì em lên bệnh viện em mua em uống, đo điện tim uống, chứ không có đi khám định kỳ nữa. Cái tới năm 2017 là em có đi lên Đà Lạt, em có xét nghiệm là dạ dày em là bị nguy cơ bị lũng. Rồi em cứ điều trị hoài, lúc đó là sợ rồi, nghĩ dạ dày mà bị lũng là nghĩ là chắc là không biết là chữa làm sao. Em có đi vô Sài Gòn em điều trị, em có xuống Nha Trang em điều trị, mà tới tháng 10 2018 em ra Nha Trang em có khám thì bác sĩ có phán với em câu là em tầm 2 tháng nữa là em có thể bị chuyển qua ung thư, tại vì em bị mãn tính là uống thuốc cũng không có được nữa. Uống thuốc đó, lúc trước nó cứ đau uống vô nó hết, nhưng bây giờ cứ uống thuốc vô là nó vẫn vậy, nó không có bớt được, ăn không được, cứ đang làm tự nhiên cái nó lên cơn là nó đau nó ói là không được, mà người cũng rất là mệt. Xong cái đó buồn quá, là cái nhờ cái chị đó chia sẻ cái lô sản phẩm mà con nghĩ được, cái đó thì con không uống sữa, con ghét sữa cực kỳ, nằm bệnh viện không ăn được cũng không uống sữa luôn. Không, cái chị đó chỉ nói thôi bây giờ em cứ điều trị hoài nó cũng không có hết thì em cứ uống thử sữa đi, tại vì uống cái này nó giúp mình cái đề kháng, cho nên là mình cũng đỡ phải ăn á. Cái em thử, tại chị cũng quen biết, mình lấy cũng về nghĩ quen biết thôi, còn em lấy lâu về em uống thử, em uống được hết lâu đó em cũng không để ý nữa. Xong rồi cái em uống hết lon, tự nhiên cái em thấy nó đỡ ói. Em uống tới lon thứ hai thì em thấy nó đỡ hẳn luôn. Em uống tới lon thứ ba em thấy là em ăn được là nó không còn đau luôn, mà em đi tiểu nó ra cái viên sỏi á, giống như là mình uống thuốc nhiều mình điều trị nhiều, tại vì em là ai chỉ gì em cũng làm. Cái em xong cái tự nhiên em thấy nó hay nha, với lại em bị thiếu canxi, bị tụt canxi, là lúc em cứ sinh cô em ra là cái tay phải của em là nó bị liệt. Em cứ em làm nặng cái là cái tay nó đơ cứng nè, chứ bây giờ nó vẫn còn hơi run, nhiều khi mà ví dụ mà em áp lực cái gì đó nó vẫn còn hơi run thôi, chứ lúc trước là cứ áp lực cái là cái tay nó cứng, em không có cử động được luôn. Rồi cái là tự nhiên em uống em thấy nó dần cải thiện đó nha, nhưng mà cái bệnh tim của em á, em uống là đồ có ga cũng không được, là cà phê uống cũng không được nè, mà em suy nghĩ nhiều nó cũng mệt nữa, nói chung cái gì nó cũng mệt á, nắng mưa mưa không chịu á. Cái em uống tới lần thứ ba thì em thấy nó cải thiện nhiều quá, em mới hỏi chị đó, bảo chị sữa mình nó có cái gì mà nó tốt gì vậy, nó hay gì, thì em uống em thấy anh em ăn được, em không có ói mà dạ dày không có đau nữa. Cái chị mới nói là chỉ kêu em về em so sánh được cái sữa mà con em đang uống á, là chị chỉ em so sánh cái hàm lượng đây nè. Cái em về em cũng so sánh em thấy mà nào vậy, em đâu biết kháng thể là cái gì. Rồi cái chị mới chỉ nói là nó tốt là nhờ cái kháng thể đó, nó giúp mình cái nâng cao cái hệ miễn dịch mình lên. Cái em về em cũng tìm hiểu được cái kháng thể đó là cái gì, thì em mới biết được là ở trong cái lon sản phẩm của mình nó tốt. Em mới xuống công ty, em mới xuống với cô Sài Gòn á, em cũng tìm hiểu luôn về nguồn gốc của công ty, tại vì mình uống đi mình đưa vô trong người của mình, cái đồ giả mình mua mình có thể bỏ được, nhưng mà đưa vô trong người mình đồ giả thì không có được, nên em mới tìm hiểu, em về em thấy tốt, em cho con em dùng, cho gia đình em dùng luôn. Thì cái thành phần mà em quan trọng nhất á, cái thành phần mà nó em tâm đắc nhất luôn đó là thành phần kháng thể. Thì một ly á, hàng ngày mình uống á, nó cung cấp cho mình tới kháng thể đây. Hồi bữa là cái chị đó chị nói với em, cái chị em gì nè, chị nói nếu mà em muốn biết cái kháng thể là cái gì em thử em lắc sữa đi, cái em phơi ngoài nắng, em để khoảng mà nắng trực tiếp ở nhà, chị nói là khoảng 7 tiếng, hoặc là nếu mà Đà Lạt mình mát mát là chị nói mình là em để khoảng 3 ngày đi, là cái con kháng thể nó sẽ chết á, nó sẽ nổi lên cái hình chữ Y mà nó màu tím tím á, nó chỉ nói là cái đó là cái con kháng thể đó. Chứ đó giờ đúng mình đâu có biết đâu, nghĩ bệnh thì lên bác sĩ bán thuốc uống thôi, chứ em không biết kháng thể đó là cái gì. Thì em cũng có tìm hiểu là kháng thể là như thế nào, thì lên bệnh viện á, như hôm bữa em cũng có đọc thông tin là Cuba đang tài trợ cho Việt Nam mình cái kháng thể là dành cho những người mà đang bị nhiễm Covid rồi, nhưng mà trong cái lon sản phẩm mình nó có sẵn cái kháng thể rồi. Thì em xin chia sẻ về cái thành phần trong lon sản phẩm. Thì cái thành phần nổi trội nhất đó là thành phần kháng thể. Thì bởi vì hàng ngày cơ thể của chúng ta tiếp xúc với rất nhiều các tác nhân gây bệnh, như khói bụi, ô nhiễm môi trường,
xung quanh á, cho nên cơ thể của chúng ta nó rất là yếu. Ví dụ như bình thường, ví dụ những người mà như bình thường như cỡ như em lúc trước mà